Chào các bạn, chào đã trở lại. Và ngày hôm nay chào muốn show các bạn một video nói về những loại phấn nén mà Trang cực kỳ yêu thích và hiện tại Trang đang dùng mà Trang mua ở Việt Nam. Nhưng có một số loại thì Trang mua ở đây, nhưng mà Trang chỉ show các bạn khoảng 5 đến 6 loại thôi. Thì chỉ có hai loại mua ở bên Trang đang sống và còn lại là Trang mua ở Việt Nam. Và đặc biệt là có những hộp phấn mà Trang rất là yêu thích, có nghĩa là lúc nào Trang cũng dùng hộp phấn đó, thì đó là Trang của Việt Nam và giá rất là rẻ. Các bạn thấy bất ngờ không? Ok, và bây giờ Trang sẽ không nói nhiều nữa và Trang sẽ đi vào vấn đề luôn. Thì hộp phấn đầu tiên Trang muốn giới thiệu với các bạn, mà hộp phấn mà Trang giới thiệu với các bạn rất là nhiều lần rồi, đó là hộp phấn Pond. Bây giờ về thì giá hình như là tăng rồi, thế nên là Trang mua ở chỗ quầy bán buôn, thế nên bác bán cho Trang là 70 đồng, 70.000. Đó thì giá ở trên hộp là 79.000 hay là 80.000 gì đó, nhưng mà Trang mua được 70.000 loại phấn Pond. Thì các bạn biết không, phấn Pond là một loại phấn mà Trang thật sự là Trang rất là bất ngờ. Bởi vì cách đây 2 năm hoặc là 3 năm khi mà Trang về Việt Nam, Trang có mua thử một hộp phấn Pond này và Trang nghĩ chắc rẻ tiền, chắc không tốt, hay là ăn mòn da hay như nào đó. Nhưng mà khi mà Trang mua xong và Trang thử lên trên bề mặt của BB cream này, tất cả các loại kem nền, dù có loại kem nền mỏng hay kem nền khô nhầm hay kem nền dày hay là những cái dạng che khuyết bằng nước đi chăng nữa, phấn Pond cho bạn một cái bức nền thật rất là hoàn hảo và rất là mịn. Nhưng mà chỉ có một điều đặc biệt là Trang không có Trang nghĩ Trang không có hài lòng về cái hộp phấn này, đó là ở Việt Nam chỉ bán đúng một màu số 02, đó là màu rosy beige. Thì đấy là màu với da Trang, thì khi mà về Việt Nam Trang đánh thì nó bị rất là nâu, mà Trang không biết tại sao, nhưng bên này Trang đánh nâu được mà về Việt Nam Trang không đánh nâu được. Thế là Trang lại phải đi mò để Trang mua những hộp phấn khác màu sáng hơn. đó là một cái điều mà Trang không thích, là bởi vì ở Việt Nam không có màu sáng, mà trong khi đó ở hộp phấn ghi là số 02, Trang đảm bảo bên Thái phải có số 01 mà Việt Nam không nhập. Thế mới tức chứ. Ok, và đây là hộp phấn Pond mà các bạn đã có rất nhiều bạn mà khi mà Trang giới thiệu phấn Pond này, các bạn nói là dùng Pond mòn da, nhưng mà Trang nghĩ không phải, đó là do các bạn không dưỡng da thôi. Lúc nào Trang đánh phấn thì Trang phải dưỡng da trước và Trang để 5 phút, rồi sau đó Trang đánh kem nền rồi mới phủ phấn lên. Hoặc là nếu mà Trang đánh đơn giản nhất thì Trang đều đánh kem dưỡng, Trang phủ lớp che khuyết lên rồi sau đó Trang đánh phấn Pond lên. Ok, và đây là hộp phấn Pond. Và bên trong nó như thế này, các bạn biết thấy không? Nó cũng rất là nâu và nó không dày quá mà cũng không mỏng quá, mà cho Trang một cái bức nền rất là vừa, mà khi mà tản lên da không bị mốc, không bị làm sao hết và rất là mịn. Và các bạn có thể đánh lên trên bề mặt của BB cream. Thường BB cream thì các bạn không thể đánh phấn, bởi vì nếu các bạn vẫn có thể đánh phấn nhưng các bạn phải đánh một lớp rất là mỏng mà thật sự rất là khó. Bởi vì khi mà đánh BB cream ấy thì các bạn phải để nó BB cream ngấm vào da rồi sau đó mới tự nhiên, và thường người ta không đánh phấn. Đó, nhưng mà riêng hộp phấn Pond này các bạn chỉ để 2 phút thôi, rồi sau đó các bạn đánh một lớp phấn Pond lên, Trang đảm bảo các bạn sẽ rất là yêu thích và màu rất là tự nhiên, không làm cho da các bạn bị khô, bị làm sao hết. Đó là phấn Pond Trang rất là yêu thích, đây là loại Trang yêu thích nhất mà Trang tìm được ở Việt Nam. Ok, và đây là phấn Pond nha, với giá 70.000. Ok. Và loại tiếp theo Trang muốn show các bạn, loại này Trang yêu thích thứ hai mà Trang tìm được ở Việt Nam. Đó là hộp phấn của Tony Moly Wincat, hình con mèo. Rất là cute phải không? Trang rất là yêu thích hộp phấn này. Hộp phấn này thì so với phấn Pond thì nó có độ dày hơn một xíu. Đó, và nó trắng hơn một tông. Đó. Thì khi mà Trang thử qua mới đầu thì Trang nhìn phấn thì Trang bảo, bởi vì ở tiệm không có được thử mà chỉ được nhìn thôi. Các bạn biết không, về Việt Nam đi mua phấn mà mọi người cứ mở hết ra, nhưng mà thôi thì, bởi vì ai mở hết ra rồi thì, nhưng mà nhìn hộp cute quá thì phải mua thôi chứ không biết làm thế nào. Thì khi mà Trang mở ra, Trang có nhìn qua thì Trang chỉ sợ là không biết phấn này về đánh có bị mốc không, bởi vì nhìn cái hạt phấn, nhìn cái bề mặt phấn nó không được mịn, không được nhỏ đó. Nhưng mà khi về thì Trang thử
và Trang đánh ra ngoài độ khoảng một tuần nha. Các bạn biết không, về Việt Nam Trang trang điểm hàng ngày luôn, Trang thử hết, Trang test hết những cái loại phấn. Rồi bây giờ Trang mới làm review cho các bạn. Và hộp phấn này nha, thì nó không bị mốc, cái thứ nhất, mà cũng không làm khô da, nhưng mà lại kiềm được dầu. Đó, loại phấn này kiềm được dầu. Nhưng nếu mà các bạn đánh nhiều quá thì nó sẽ làm cho các bạn nhìn cái mặt nó hơi bị khô, hơi bị mọc phấn một chút, bởi vì nó cái độ dày của nó hơi hơi dày một xíu so với phấn bôn. Đó, thì đây là hộp phấn Wincap mà Trang rất là yêu thích của Tony Moly trong mùa Việt Nam. Và giá đó là 245.000. Đó, 245.000 thì Trang không biết là ở các huyện khác hay là ở các tỉnh khác thì có giá khác hay ở showroom đó, ở showroom giá khác. Nhưng mà đây là Trang mua ở tiệm mỹ phẩm ở Bắc Giang, ok, thì có giá đó. Và ok, đây là phấn con mèo. Và màu thì Trang rất yêu thích thì Trang mua màu số 1, đây là màu sáng nhất. Đó, đó. Và ngày hôm nay đây là phấn con mèo Trang đang đánh đây. Và các bạn có thể nhìn thấy là không bị khô mà cũng không bị dầu, không bị dày. Bởi vì Trang đánh một lớp rất là mỏng thôi chứ không đánh nhiều. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn che phủ hơn thì các bạn có thể rậm thêm một lớp phấn thứ hai, hoặc là các bạn dùng mút các bạn rậm. Đó. Đó là phấn con mèo nhà của Tony Moly. Ok, loại phấn mà Trang yêu thích thứ ba. Trang có hai loại Trang yêu thích song song thì không biết phải nói nào ta. Nhưng mà Trang sẽ sơ từng loại một. Thì đó là hộp phấn Aqua. Hộp phấn Aqua của Tony Moly. Hộp này giá đắt hơn gấp đôi hộp con mèo và đắt hơn độ khoảng 4 lần hộp bôn. Hộp phấn bôn. Đó, và Trang rất là yêu thích cái màu hộp bởi vì đây là màu favorite của Trang, màu xanh da trời. Thì hộp phấn này có giá là 440.000. Và lý do mà Trang yêu thích hộp phấn này đó là vì sao? Đó là thiết kế của hộp rất là đẹp. Ok, và thứ hai đó là phấn cho các bạn một lớp che phủ rất là tốt. Và mức phấn và độ che phủ của phấn dày hơn so với phấn pôn, dày hơn hai lớp cơ. Thì Trang thấy là và cái độ phấn thì khi mà phấn pôn ý mà Trang sờ lên rất là cứng, nhưng mà hộp phấn này Trang sờ lên nó rất là mịn và mềm. Đó, rất là mịn và mềm và rất là sáng, và nó có tông số 1 và rất là trắng. Và hợp với da của Trang. Đó, và hộp phấn này thì có tên là Aqua. Thì khi mà đọc tên ý thì Trang nó đã chớp vào trong cái mắt của Trang là Trang ồ, Trang phải xem cái phấn này. Bởi vì sao? Bởi vì da Trang là da dầu, Trang bị dầu ở cái phần chữ T ở T-zone. Đó, thì cái phấn này giúp cho các bạn kiềm dầu là một này. Again, lại là kiềm dầu. Đó, phấn này kiềm dầu này, rồi là giúp cho bạn một lớp phấn che phủ rất là tốt. Và các bạn có thể bỏ qua bước kem nền, và các bạn có thể bôi kem dưỡng lên rồi để 5 phút rồi sau đó các bạn có thể phủ phấn này lên luôn. Hoặc là các bạn có thể đánh kem lót rồi sau đó các bạn phủ phấn này lên luôn. Và nó cho các bạn một cái lớp che phủ rất là tốt. Nhưng mà đối với những bạn nào da mà như Trang, hay là da mỏng như Trang mà chỉ có những cái chấm vết thâm, hay là chỉ là những cái chấm vết thâm thôi chứ không phải là sần sùi nha, thì các bạn đánh phấn này lên và cho các bạn một lớp che phủ rất là tốt, thay luôn cả kem nền. Đó, còn những bạn nào da mụn, da khuyết điểm thì Trang vẫn khuyên là các bạn đánh thêm kem che khuyết nữa. Đó, thì đó là công dụng của phấn Aqua của Tony Moly nha. Và Trang nhắc lại một nữa, giá là 440k Việt Nam. Đó. Và hộp phấn này thì Trang mới nhìn thêm, đó là nó có SPF 25, là rất là tốt cho việc mà các bạn trang điểm hàng ngày và bảo vệ cho da của bạn dưới ánh đèn hay ánh nắng. Ok, đó là phấn Aqua của Tony Moly. Và hộp phấn tiếp theo mà Trang muốn show các bạn, nhưng mà thật tiếc là bởi vì trước khi qua đây thì Trang cho mẹ mất rồi. Đó là hộp phấn Two Way Cake của Nick. Thì hộp phấn Two Way Cake của Nick thì Trang nói rồi, Trang yêu thích song song với hộp phấn Aqua này của Tony Moly. Đó là nó có độ che phủ cao, nhưng mà nó không kiềm dầu nhiều bằng hộp phấn này. Nhưng mà cũng cho một các bạn một cái lớp nền cũng là láng mịn, nhưng không bị đổ dầu mồ hôi ra nhiều.
và cũng là dưỡng ẩm cho da của các bạn, đó là hộp phấn Two Way Cake của NYX. Đó, đó là hộp phấn mà Trang yêu thích song song với hộp phấn của Tony Moly Aqua này. Và hình như giá cũng song song thì phải, hoặc là đắt hơn một chút Trang không biết, nhưng mà đại loại là hai hộp phấn này như nhau, đồ Trang yêu thích như nhau. Đó thì các bạn biết không, khi Trang về Việt Nam, khi mà Trang qua đây ấy, thì ai cũng bảo Trang để lại đồ. Vậy nên qua đây coi như hết sạch. Không phải hết sạch mà có nghĩa là hết những cái đồ mà yêu thích hay dùng. Đó à, đó, đó là hộp phấn Tony Moly nha. Và hộp phấn tiếp theo mà Trang muốn show với các bạn, Trang yêu thích vừa vừa thôi, nhưng mà cũng để cho các bạn có nhiều, cho nhiều bạn. Ví dụ như hộp phấn Pond mà Trang thích, mà các bạn Trang rất yêu thích nhưng mà nhiều bạn lại bảo là không thích. Đó thì đây là một sự lựa chọn khác cho các bạn nha. Đó là hộp phấn của Maybelline. Hộp phấn này thì chỉ Trang chỉ mua được ở Việt Nam, hoặc là các bạn có thể mua ở những nước châu Á như là Singapore hay là Malaysia, hay là các bạn có thể mua ở Thái, Trang nghĩ vậy. Còn ở bên Canada như Trang, bên Mỹ như Trang thì không có hộp phấn này. Đó, thì hộp phấn này thì đầu tiên thì Trang nhìn thì Trang rất là yêu thích cái hộp. Ok, và Trang rất là yêu thích với cái giá và cũng như cái thiết kế mà Maybelline làm ra. Thì giá của hộp này đó là 95.000. Thì Trang biết đấy là giá chung hay là giá riêng, nhưng mà Trang mua là 95.000. Đó, thì nó cũng có SPF 18. Ok. Và điều tiếp theo mà Trang yêu thích hộp phấn này đó là nó cho các bạn một lớp mềm rất là mỏng. Rất là mỏng. Thì các bạn vẫn phải đánh kem nền lên rồi sau đó các bạn phủ lớp mỏng lên, thì hộp phấn này rất là mỏng. Đó. Cái điều tiếp theo mà Trang yêu thích đó là nó có rất là nhiều màu mà có thể cho các bạn lựa chọn vào màu. Trang lựa chọn là màu light. Đó, màu light, Trang hy vọng là các bạn nhìn thấy. Đó. Và điều mà Trang không yêu thích ở phấn này đó là mùi. Các bạn biết không, khi mà ngửi mùi phấn này thì nếu mà là Trang thì Trang ngửi mùi này mà Trang sẽ không mua, nhưng bởi vì Trang không được ngửi. Đó, nhưng mà được cái là cái màu phấn light khi mà nhìn hộp này nó rất là hồng. Trang biết tại sao người ta lại làm hồng như này, nhưng mà khi mà Trang phủ một lớp nhẹ lên mặt thì nó lại không sao. Nhưng mà khi mà Trang đánh lên tay thì thật sự là Trang không ưng ý cho lắm. Nhưng mà sau khi Trang điểm xong rồi Trang phủ lên trên mặt của mình thì Trang lại thấy ok, không có vấn đề gì cả. Và Trang và Trang đã cũng thử được khoảng xem nào 3-4 lần gì đó. Cũng kiềm được dầu. À, hộp phấn này cũng kiềm được dầu. Đó. Và cho những bạn nào á mà da mụn, da sần sùi, Trang không khuyên dùng phấn này, bởi vì nó sẽ làm da của bạn hơi mốc. Đó, đấy là nói thật nha. Những bạn sần sùi á, còn những bạn nào mà da thường hay da bình thường như Trang mà chỉ có một chút khuyết điểm, ví dụ như vết thâm hay là những cái mụn nhỏ xíu thôi, thì các bạn có thể dùng phấn này. Đó, và nó kiềm được dầu nha, và cũng giữ được lâu. Nha. Cũng giữ được lâu. Đó, đó là hộp phấn của Maybelline nha. Ok, và hộp phấn cuối cùng ngày hôm nay Trang giới thiệu với các bạn đó là hộp phấn của Lancôme. Hộp phấn này Trang rất là yêu thích, nhưng mà đối với cái giá này thì Trang nghĩ là không phải là nhiều bạn học sinh hay cũng như nhiều bạn tầm tuổi như Trang hay đang đi làm mà có thể mua được ở Việt Nam. Vậy nên Trang chỉ giới thiệu qua, nhưng mà Trang cũng giới thiệu các bạn đây là loại phấn mà Trang rất là yêu thích, và phấn rất là tốt, rất là mịn. Thì hộp phấn này thực ra Trang được tặng. Thì nói chung là Trang đã dòm ngó đến hộp phấn này từ rất lâu rồi, nhưng mà chỉ có điều là Trang chưa mua, Trang chỉ mua một kem nền thôi. Vì Trang nghĩ là với giá tiền đó thì Trang nghĩ là Trang bỏ qua, bởi vì Trang có thể mua được những hộp phấn khác. Thì nó vẫn có một đại loại là cái nhu cầu của Trang thì không cần đến cái mức mà hoàn hảo như hộp phấn này. Nên là Trang chưa mua, nhưng mà để mà nói nếu mà các bạn có một khoản tiền, các bạn mua những hộp tên tuổi mà các bạn dùng mà rất là thích, đó là hộp phấn, thì đương nhiên là Trang sẽ khuyên các bạn nên mua hộp phấn của Lancôme. Đó. Thì Trang rất 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 là yêu thích cái công dụng cũng như là cái mà hộp phấn này cho các bạn một bức nền. Nó rất là mịn và mùi rất là thơm. Cái thứ ba nữa là độ kiềm dầu ở trung bình, không bóng nhưng mà cũng không bị khô. Ok, mà nó giữ ẩm cho các bạn, và nó có rất là nhiều màu. Đó.
Vì hộp này Trang được tặng nên là cái hộp màu nó hơi bị nâu, nên thỉnh thoảng Trang để Trang vẫn đánh sáng tối rất là tự nhiên thôi. Trang chỉ đánh sáng tối rất tự nhiên, nhưng mà Trang điểm về Việt Nam thì Trang lại không dùng màu này vì nâu quá. Thì nhưng mà bên này Trang thỉnh thoảng Trang vẫn đánh được bức nền của cái màu này. Đó thì Trang để số các bạn, không biết các bạn nhìn thấy không? Đó thì cái hộp phấn nó rất là mịn, và các bạn có thể thấy hộp phấn nó như là cái hộp hộp phấn mịn như phấn rôm ấy, nhưng mà người ta nén rất là thích đó. Mà Trang rất là yêu thích cái hộp phấn này. Và giá thì Trang biết ở Việt Nam người ta bán bao nhiêu, vì Trang mua ở bên này, à đâu, Trang được tặng nhưng mà giá ở bên này là khoảng 50 đô ca đó. Và rất là nhiều lớp, rất là nhiều tông màu cho các bạn lựa chọn. Và ở Việt Nam thì Trang nghĩ đương nhiên là người ta sẽ bán cái tông màu hợp với da của người châu Á. Đó, đó là phần cuối cùng mà Trang show các bạn ngày hôm nay. Ok, và Trang hy vọng video này giúp một phần nào đó cho các bạn trong việc lựa chọn phấn nén của các bạn ở Việt Nam, và cũng như là giá tiền hay hợp với túi tiền của các bạn, hay là hợp với môi trường. Và Trang đảm bảo những cái hộp phấn này Trang show các bạn là đều hợp với môi trường ở Việt Nam và hợp với khí hậu của miền Bắc. Còn ở miền Nam thì Trang khuyên các bạn mua những hộp phấn mà có cái công dụng kiềm dầu, như hộp phấn của Tony Moly, như hộp phấn của tiếp theo của Tony Moly của WinCat, hay là hộp phấn như Maybelline. Đó, ở trong miền Nam thì Trang nghĩ là sẽ hợp hơn, bởi vì trong miền Nam khí hậu oi bức hơn, thì các bạn cần những cái hộp phấn kiềm dầu tốt hơn mà bám lâu hơn. Đó thì Trang khuyên các bạn lên mua ba loại đó. Còn phấn pon thì những bạn nào mà chỉ có thể mua với những hộp phấn 70.000 thì Trang khuyên các bạn lên mua phấn pon. Đây là hộp phấn mà Trang khuyên các bạn, mà nếu như các bạn không có đủ tiền mà để mua thì các bạn mua phấn pon, và phấn pon rất tự nhiên mà có thể các bạn rất là dễ trang điểm. Các bạn có thể đánh kem dưỡng rồi sau đó các bạn đánh lên. Những bạn nào có khuyết điểm thì đánh khuyết điểm lên, rồi sau đó các bạn đánh phấn pon lên, hay các bạn đánh BB cream lên rồi các bạn đánh phấn pon lên. Đó. Ok. Và ok, Trang không nói nhiều nữa, cứ ok với cả. Ok. Và Trang sẽ tạm thời cúp máy ở đây, và Trang hy vọng các bạn yêu thích video này. Trang hy vọng video này có ích cho các bạn trong việc chọn phấn nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Trang trên channel của Trang Lala, hay là trên fanpage, hay là trên không biết. Ok, và Trang hy vọng các bạn yêu thích video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.